cái tổng tay công tay ngang này mà nó cao này là đi là dễ đi nhất và tập được nhiều kỹ năng. Thứ nhất là Baskin này, là các cái tổng tay công không làm được là Baskin tay công không làm được nhá. Thứ hai là quan trọng rất là dễ lái đối với người mới chơi. Đó. Và thứ hai ba là giá nó rẻ. Nếu mà tay công thì lại bị thêm mất mấy trăm, nếu mà như tay ngang này thì là chỉ cần 3,4 triệu là ok lắm rồi. Thì con này em lên cho khách là cho các bạn ấy là cấu hình tương đối cao, bởi vì tại sao kêu đắt như nhiều thứ như trên thị trường như cái chén cổ là bọn em nâng cấp, bây giờ chú trọng chén cổ bạc đạn, bây giờ anh cầm cái cổ quay khác hoàn toàn với dòng chén cổ rẻ, kể cả trong kia cũng có xe địa hình giá rẻ nó cũng cổ đấy. Thứ hai là cái xe này nó phá nhất ở xịn xích, bởi vì khi bánh quay là lùi điện nó quay, nó muốn làm được hãm được nó thì làm ngược lại thì sẽ sợi xích này cái sợi nó phá nhất của shop của cái chịu lực nhỏ nhất, nên cần đòi hỏi một sợi xích tốt, trong chẳng may nó đứt xích, ví dụ xích này nó còn đứt thì xích kia chắc chắn còn đứt nhiều hơn nữa, nên cần nhất là đang hãm mà nó đứt xích nó sẽ dẫn đến giật mình hoặc phi người về phía trước, nên cái xích rất là quan trọng. Đó thì em chú trọng mà độ may ở các thứ xăng lốp là hàng cao cấp chứ không phải là nhập khẩu Indonesia xăng thì có chen xin chứ không phải là ăn bớt, ví dụ dùng những cái xăng lốp của Việt Nam thì nó sẽ rẻ tiền hơn chút đó. Thì đây là màu trắng là màu nguyên bản, không có sơn xếp gì cả, có ghi đông, cái ghi đông này thì có sơn lại chút, ghi đông có sơn lại nhưng không sao, ghi đông thì trước nó là màu khác thì bọn em có sơn lại thôi đó, còn lại nguyên bản ngon hết. Cái này thì nó là khung cơ bản như con này vâng mua cái tập đi mua con tầm hơn 2 triệu thôi, đi được thì thấy trên trên kết thì các bạn trả lời là không đi được, chỉ có tầm trên 3 triệu thôi. Đúng, bởi vì các cái xe mà hơn 2 triệu, thứ nhất là cái khung nó chất liệu thép mỏng kinh khủng, đã có nhiều bạn đi từng bay cả càng ra, nhấc lên bay cả càng ra luôn, bay luôn đó. Xong thứ hai là cái hơn 2 triệu chủ yếu đa số đều là single speed này, đạp ngược phanh cơ, dòng đấy các bạn lại không thích. Xong thứ hai là đạp ngược phanh thì đi cái Mayer single speed hiện nay trên thị trường chất lượng nó đều không tốt, nó đều rất là nhanh hỏng, nó phải sửa chữa được kể cả các thứ hơn 2 triệu bộ cổ không là ngon như này. Nên con này ấy, nó khác con khung nhôm ở chỗ kiểu dáng khung thôi chứ không khác nhau chất lượng như anh nhá. Chất lượng này mấy cái con mà nó mua gần 6 triệu này là như nhau luôn, không khác gì luôn, chỉ khác nhau cái khung sườn bằng thép thì nó sẽ rẻ hơn, con em mua được giá rẻ nên nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều khung nhôm đó, thế thôi. Còn đi con này thì bao bền bền luôn, bảo hành đơn cho anh 1 năm trừ xăm lốp. Xong nó phá để đi toàn là drip, mẹ có ông 2 ngày thay một lốp cũng có luôn, về sướng quá đi, kiểu cứ drip drip mài vào, kiểu cứ cầm này mài đường thì lốp làm chịu rồi, trừ khi là đi lốp đúc, mà lốp đúc lốp cũng hơi thì lốp đấy đi sóc em không quên đi, nói chung khung sườn các thứ ở xích clip các thứ xích xiếc bảo hành 1 năm đó, thoải mái phá. Cái dòng này thực ra phá rất là nhiều, như đương nhiên là trong quá trình sử dụng nó trượt cá hay gì để phải mang qua shop chỉnh sửa, chứ đừng để nó quá hỏng thì mang qua đương nhiên. Thế, thế thì có vấn đề gì mang vào đây luôn, có trục trặc gì ta mang vào đây luôn, chứ đừng để nó hỏng quá, lúc đấy thì nó rất là khó, ví dụ là nó lỏng cái ốc gì mình qua đây để bọn em vặn luôn thì nó sẽ không hỏng nữa, chứ mình cứ đi mình cứ để cố tình cứ để đi nên nó mới hỏng, lúc đấy nó rất khó. Cái đấy chảy một chút sơn không sao, tí em sẽ sơn lại cho, bởi vì mấy cái khung thép này vận chuyển bên nước ngoài về có phải hàng Việt Nam đâu, hàng Việt Nam được chứ em có hàng rẻ mua ít hàng Việt Nam, trời ơi mẹ bọn nó đi một thời gian dụng bà càng là sợ thuế. Cái giá chuẩn luôn, 3,4 triệu em bao giá cho anh toàn quốc. Em nói thật luôn, anh đi khắp toàn quốc anh mua luôn. Bọn em bán hàng em đây thì bọn em trong ngõ, nên để các bạn biết đến thì bọn em không phải là làm bằng cái quảng cáo chạy quảng cáo, mà bọn em làm bằng sự uy tín, cái niềm tin của khách hàng khi mà là bọn em mua lại đến mua hàng là thấy bọn em đấy dùng ok, người nọ giới thiệu người kia chứ. Em tìm anh không phải là có quảng cáo, em tìm ở trong cái hội đấy đấy, thì có nghĩa là có uy tín thì người ta mới giới thiệu, nếu mà anh có quảng cáo thì đấy có cái bài đăng ở trong đấy. Dạ vâng, thì cứ có. Dạ vâng, anh yên tâm, vào đây bọn em bán thì toàn quốc đấy thôi. Thực ra là theo anh thì cái đin mấy màu nổi, màu xanh cũng rất là đẹp, bởi vì có sự nổi bây giờ. Cái màu, những cái màu truyền thống như màu đen, màu trắng là truyền thống anh có, nhưng cái màu như này thì rất ít khi, nhưng màu này là khá đẹp, màu này giống hệt màu xanh của con Binchi ở xe Ý kia, rất là đẹp. Màu này hơi lạ mà màu này có một cái đẹp, điểm đẹp là ban đêm nó sẽ phát quang. Em đi ban ngày hấp thụ ánh sáng ban đêm hơi kiểu nhìn thấy cùng mình nó hơi mờ mờ. Anh nhớ không nhầm, em nhớ không nhầm thì màu này là như vậy, bởi vì có một vài màu phát quang mà giá vẫn vậy. Bình thường trước 4 5 năm trước ấy, những cái khung phát quang bao giờ đắt hơn tiền triệu. Do lần này là fix nó không có thịnh hành nữa nên bọn em mua. Đây, thì cho xuống cho xem. À cái chú, cái đấy chú chỉnh được cao thấp cho nhá, tí sẽ chỉnh cho anh, cứ để cho em, để mà rồi ok. Cái khung này là